Em thấy mỗi lần khi em gặp bố mẹ của các bạn trai cũ, em cố gắng giống như một phong vân, như một người muốn làm việc ở một công ty. Hàn Quốc á, người ta không có đi, con gái không chịu đi ra mắt. Nếu ngược lại bạn trai phải đến nhà em thì sao? Thật ra con gái cũng không thích bạn trai tới nhà mình. Ở thời điểm là gặp bố mẹ lần đầu tiên không là cái gì rất là đặc biệt. Em thấy mỗi lần khi em gặp bố mẹ của các bạn trai cũ, em cố gắng giống như một phong vân, như một người muốn làm việc ở một công ty. Người đó phải cố gắng làm ăn thường tốt. Đây, bây giờ mình sẽ hỏi Victor. Victor là ra mắt nhà bạn gái rồi đúng không? Bạn gái người Nga hay bạn gái người Việt? Người Việt. Thế thì khó hơn một tí rồi. Về lúc chúng ta là gặp mẹ, trước khi đêm chúng ta là nói chuyện với mẹ, và mẹ là ai và mẹ làm gì. Lúc mình gặp là nói chuyện thoải mái, nhưng mà lúc trước là mẹ rất là khó chịu, không bao giờ và nói chuyện thoải mái cho người lạ. Nhưng mà sau đó là mẹ nói là cho bạn gái là chuẩn được, chuẩn mẹ nào? Được. Tức là ban đầu mẹ bạn gái rất là khó tính, rất khó chịu, sợ. Theo kinh nghiệm của em á, ở Úc nè, hoặc bên Anh hoặc bên Đức, cái ra mắt á, nó rất là bình thường. Nó không có phải là một cái gì đó đáng sợ. Đã tới gặp ba mẹ của người yêu của mình á, thì thật ra là họ nói chuyện rất là nhỏ nhàng, rất là lễ phép, và rất là luôn luôn muốn hỏi để mà biết cái tâm của mình là ai, mình là ai, muốn biết mình là ai, thế thôi. Có thể gặp nhau ở một quán ăn, ít khi về nhà lắm. Cho dù mà về nhà của bạn trai đi chăng nữa thì cũng là người mẹ sẽ nấu một bữa ăn cho thật là ngon, rồi cái mời nhau ăn, rồi trong buổi ăn đó là sẽ trò chuyện, không có cái kiểu mà tạo áp lực cho cái bạn gái của con trai của mình. Tại vì nếu mà như vậy thì sợ giống như là mình đang can thiệp vào trong cái mối quan hệ cá nhân của con của mình. Hàn Quốc á, người ta không có đi, con gái không chịu đi ra mắt, tại vì sợ là ra ngoài đó xong rồi thì ba mẹ của bạn trai mình kêu làm cái gì, mình không biết cái nào là nên làm và cái nào là không nên làm, và lỡ mình làm rồi sau đó thì mình tự nhiên mình vô nhà đó là cái công việc nội trợ của nhà đó là coi như là tự nhiên bản thân mình phải làm. Không thoải mái, và người ta cảm thấy là ủa, bây giờ con của cô cũng là con đáng yêu của cô, nhưng mà con cũng là con đáng yêu của ba mẹ của con. Cho nên là người ta không có thích đi nhà bạn trai trước khi hôn nhân, mà người ta cảm thấy là sau khi mình tìm hiểu kỹ và mình muốn tiến tới chuyện kết hôn thì lúc đó mới ra mắt. Cho nên đa số là người ta sẽ không có đi nhà bạn trai cho đến khi quyết định kết hôn thì lúc đó mới ra mắt đàng hoàng. Nếu ngược lại bạn trai phải đến nhà em thì sao? Thật ra con gái cũng không thích bạn trai tới nhà mình. Mình cũng không biết là người này sẽ đi tới đâu là thứ nhất. Và thứ hai á, người ta cũng rất là lo sợ là khi mà ba mẹ mình gặp người yêu đó, có nghĩa là con đã chắc chắn với mối tình này thì mới dám ra mắt. Còn ai cũng gặp á, thì ba mẹ sẽ cảm thấy là sao con mình nó kém thế nhỏ. Với lại tôi cũng không có nhu cầu gặp nhiều người yêu của con. Cái mối tình nào mà cảm thấy chắc chắn thì con hãy dẫn cho ba mẹ coi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần do Đài Truyền Việt Nam thực hiện.